Các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, Pháp, Canada, Italia và Ủy ban châu Âu đã nhất trí loại Nga ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT. Đây là loạt biện pháp trừng phạt thứ ba và cũng là mạnh nhất nhằm vào Nga kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Vậy những biện pháp này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hệ thống tài chính của Nga cũng như việc Nga thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ tác động đến kinh tế thế giới ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Theo đó, các biện pháp trừng phạt cũng bao gồm việc hạn chế khả năng hỗ trợ đồng rúp của Ngân hàng Trung ương Nga và chấm dứt chương trình hộ chiếu vàng dành cho những người Nga giàu có và gia đình của họ, đồng thời sẽ nhằm vào các cá nhân và tổ chức ủng hộ chiến dịch quân sự tại Ukraine. Các nước phương Tây cũng khẳng định sẵn sàng thực hiện các bước đi tiếp theo nếu như Nga không chấm dứt điều mà những nước này cho là cuộc tấn công vào Ukraine và trật tự hòa bình châu Âu. Việc Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine chắc chắn sẽ phải nhận những biện pháp trừng phạt của các nước phương Tây và Mỹ. Tuy nhiên, tôi không nghĩ việc loại Nga khỏi hệ thống SWIFT lại có ảnh hưởng đến Ngân hàng Trung ương Nga. Tuy nhiên, để biết chính xác tầm ảnh hưởng đến đâu, chúng ta sẽ phải đợi đến những chiến dịch quân sự cuối cùng của Nga để đánh giá. Cùng với đó, với cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá cả như giá lương thực, năng lượng. Chúng ta đều biết là Nga là nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai trên thế giới, chủ yếu bán dầu thô cho các nhà máy lọc dầu ở châu Âu và là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất cho châu Âu, cung cấp khoảng 35% nguồn cung. Vì vậy, nếu cuộc chiến ở Ukraine kéo dài, thì sẽ xuất hiện thêm cuộc chiến khác trong thị trường. Lúc đó, không chỉ châu Âu mà ngay cả các nước Đông Nam Á ở xa vẫn bị ảnh hưởng, và sau đó nó sẽ lan ra toàn cầu. Trước đó, vào ngày 26 tháng 2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cảnh báo Nga sẽ đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây, trong đó có thể bao gồm việc không tham gia hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn hiệu lực và đóng băng các tài sản của phương Tây. Quan chức nước này đồng thời cho biết các hành động không thân thiện của Mỹ, Liên minh châu Âu và các đồng minh buộc Nga phải xem xét lại toàn bộ mối quan hệ với những quốc gia này. Trong khi đó, thì hãng hàng không Aeroflot của Nga cho biết dừng toàn bộ chuyến bay tới châu Âu từ ngày 28 tháng 2. Thông báo được đưa ra sau khi Liên minh châu Âu EU quyết định đóng không phận đối với toàn bộ máy bay Nga, kể cả máy bay tư nhân. Lệnh cấm của EU được đưa ra trong lúc Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trước đó, nhiều quốc gia thành viên EU đóng cửa không phận đối với máy bay Nga. Đáp lại, Nga đóng không phận với máy bay của Anh, Latvia, Litva, Estonia, Slovenia, Bulgaria, Ba Lan và Séc. Trước đó, thì Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27 tháng 2 khuyến cáo các công dân nước này cân nhắc rời khỏi Nga ngay lập tức. Ngày càng nhiều, các hãng hàng không hủy các chuyến bay đến và rời khỏi Nga, trong khi nhiều quốc gia đã đóng cửa không phận đối với các hãng hàng không Nga. Công dân Mỹ nên xem xét rời Nga ngay lập tức thông qua các lựa chọn hiện có, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo. Tháng trước, thì Mỹ đã cảnh báo công dân nước này không nên đến Nga vì căng thẳng dọc biên giới với Ukraine, cũng như gặp khả năng gặp rắc rối đối với công dân Mỹ, cũng như sự hạn chế của Đại sứ quán trong việc hỗ trợ công dân Mỹ ở Nga. Trong cuộc xung đột này, không chỉ Nga phải chịu áp lực từ các lệnh trừng phạt, giá năng lượng tăng cao và xung đột Nga-Ukraine đã buộc các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu-EU phải nhanh chóng tìm ra lời giải cho bài toán an ninh năng lượng, đặc biệt sau hàng thập kỷ phụ thuộc vào Nga về khí đốt tự nhiên. Đây cũng sẽ là nội dung cuộc họp bất thường của các bộ trưởng năng lượng ở Liên minh châu Âu diễn ra vào hôm nay 28 tháng 2. Dù các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời hay năng lượng gió đang dần được hình thành, trong khi nhiên liệu hóa thạch như than đá dần bị loại bỏ, song châu Âu vẫn cần khí đốt tự nhiên và không thể phủ nhận thực tế là họ đang bị phụ thuộc vào Nga. Cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine đã một lần nữa cho thấy sự dễ bị tổn thương của châu Âu sau những nỗ lực bất thành nhằm thiết lập một liên minh năng lượng hướng tới đa dạng hóa nguồn cung khí đốt cũng như là đạt được mục tiêu về khí hậu. Khí đốt và dầu mỏ tăng vọt khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, do Nga đóng vai trò là nhà cung cấp năng lượng, chiếm khoảng 22,2% tổng nhập khẩu năng lượng của khu vực đồng euro. Tại thời điểm này, giá khí đốt tăng gần gấp 6 lần so với một năm trước và giá dầu cao hơn 54%. Với việc trữ lượng khí đốt giảm xuống mức thấp và lo ngại về nguy cơ một cuộc chiến toàn diện có thể làm gián đoạn đường ống từ Nga, Liên minh châu Âu đang chuyển hướng sang các nhà cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng mới như là Mỹ, Qatar hay Algeria cho đến khi năng lượng tái tạo bắt kịp được nhu cầu. Trong cuộc họp khẩn diễn ra vào hôm nay, các bộ trưởng năng lượng Liên minh châu Âu sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine và những tác động đối với an ninh năng lượng của nước thành viên.
Hungary, một trong những nước châu Âu phụ thuộc rất lớn vào khí tự nhiên nhập khẩu từ Nga, đã đề xuất đứng ra làm trung gian đàm phán giữa Nga và Ukraine. Nhiều quốc gia bao gồm cả Thụy Điển đã theo đuổi chính sách trung lập, đã bắt đầu gửi viện trợ quân sự hoặc nhân đạo cho Ukraine kể từ khi Nga tấn công nước này vào hôm 24 tháng 2. Cho đến nay, thì Mỹ, Canada và 19 quốc gia châu Âu đã đáp ứng những kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp của Ukraine về thiết bị quân sự, AFP đưa tin. Hôm 26 tháng 2, Washington cho biết họ sẽ cung cấp khoản viện trợ trị giá 350 triệu đô la Mỹ, bổ sung trang thiết bị quân sự cho Kiev, nâng tổng số viện trợ lên hơn 1 tỷ đô la Mỹ so với năm 2021. Hôm 27 tháng 2, ông Blinken thông báo 54 triệu đô la Mỹ viện trợ nhân đạo mới sẽ được chi cho các tổ chức phi chính phủ. Canada cũng đã gửi vũ khí quân sự sát thương tới Ukraine và cho Kiev vay 394 triệu đô la Mỹ để giúp nước này tự vệ. Đức cũng phá lệ, thay đổi chính sách cấm xuất khẩu vũ khí sang các khu vực xung đột và cam kết chuyển 1.000 vũ khí chống tăng, 500 tên lửa đất đối không Stinger và 9 khẩu pháo cho Ukraine. Nước này cũng tặng Kiev 14 xe bọc thép và 10.000 tấn nhiên liệu. Thụy Điển cũng đã phá vỡ lập trường trung lập và gửi 5.000 quả rocket chống tăng đến Ukraine, cũng như các khẩu phần ăn và áo giáp. Đây là lần đầu tiên Thụy Điển gửi vũ khí tới một quốc gia đang có xung đột vũ trang kể từ năm 1939. Bên cạnh đó, thì Pháp đã và đang gửi thêm thiết bị quân sự cũng như nhiên liệu đến Ukraine. Ở Paris thì cho biết họ hành động theo lời kêu gọi của Kiev trước đó về viện trợ vũ khí phòng không và kỹ thuật số. Thủ tướng Boris Johnson cho biết ông cam kết Anh sẽ hỗ trợ hơn nữa cho Ukraine trong những ngày tới, dù chưa nói rõ kế hoạch. Ngoài ra, Bỉ cũng tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 3.000 súng trường tự động và 200 vũ khí chống tăng, cũng như 3.800 tấn nhiên liệu. Các nước EU đang gấp rút bàn thảo và chuẩn bị sẵn sàng cho một làn sóng tị nạn lớn từ Ukraine. Chỉ sau 2 ngày giao tranh giữa các lực lượng Nga với quân đội Ukraine, đã có khoảng 100.000 người Ukraine rời khỏi nơi cư trú, trong đó có hàng nghìn người rời khỏi đất nước. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, thế giới sẽ cần có hơn 1 tỷ đô la Mỹ để tiến hành các hoạt động hỗ trợ nhân đạo Ukraine trong 3 tháng tới, khi hàng trăm nghìn người dân nước này đã và đang phải tìm cách di tản. Cố gắng kìm nước mắt, Mariana, 29 tuổi, người Ukraine cho biết tình hình ở Ukraine rất khó khăn và có rất nhiều cuộc pháo kích, xe tăng sau khi cô cùng hai con nhỏ đến nơi an toàn ở Slovakia, chạy trốn khỏi xung đột. Chồng cô vẫn đang trở lại Ukraine. Tất cả đàn ông phải chiến đấu, ngăn chặn các cuộc tấn công và đẩy mọi thứ ổn thỏa. Chúng tôi và các con phải rời Ukraine. Tại các khu vực biên giới giữa Ukraine với các nước láng giềng như Moldova, Romania và Ba Lan, cái mà người ta nhìn thấy thật nhiều trong hai ngày qua là những cuộc chia tay đầy nước mắt. Các cơ quan viện trợ của Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng nhiên liệu, tiền mặt và tư y tế đang cạn kiệt ở nhiều khu vực của Ukraine sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự, có thể khiến hàng triệu người dân Ukraine phải bỏ chạy ra nước ngoài. Khoảng 4 triệu người có thể sẽ rời Ukraine nếu tình hình căng thẳng hơn. Hungary thông báo sẽ mở một hành lang nhân đạo dành cho công dân từ các nước thứ ba như Iran hoặc Ấn Độ rời khỏi Ukraine. Chính phủ Slovakia đang kêu gọi người dân hiến máu và thành lập các bệnh viện với 5.380 giường bệnh được giao cho quân đội hoặc NATO sử dụng. Đặc biệt, Ba Lan đã chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau, bao gồm làn sóng lên tới 1 triệu người chạy trốn khỏi Ukraine. Trên khắp Trung Âu, ở sườn phía đông của NATO, các tình nguyện viên đã đăng các thông điệp trên mạng xã hội để có thể thu xếp nơi ở và phương tiện đi lại cho những người tị nạn.